chào các bạn chúng ta sẽ tiếp tục thực hành cho phần nhập nguyên vật liệu đầu vào đối với kế toán thực hành sản xuất trên phần mềm Excel và ở phần trước chúng ta đã thực hành cho hóa đơn số 113 thì ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục thực hành cho hóa đơn số 118 là mua nguyên vật liệu đầu vào trong tháng 3 và mua về chi phí gia công thuê đơn vị bên ngoài là thực hiện cái nghiệp vụ là gia công dịch vụ cho doanh nghiệp thì để thực hành thì chúng ta sẽ mở hóa đơn 118 để chúng ta tiến hành là thực hành. Và đối với hóa đơn 118 thì chúng ta sẽ nhập các cái nghiệp vụ giống như hóa đơn số 113. Và để thực hành chúng ta sẽ gõ hóa đơn số 118 tại sheet VAT. Chúng ta gõ số hóa đơn và ngày hóa đơn. Ngày hóa đơn chúng ta sẽ là 2 tháng 3 năm 21. Thì chúng ta sẽ gõ 2 tháng 3 2021. Và cái đơn vị bán hàng là công ty Tân Sơn thì chúng ta cũng sẽ gõ đơn vị chúng ta copy ở trên của công ty Tân Sơn chúng ta đưa xuống dưới chúng ta tiếp tục là nhập số tiền trước thuế thì chúng ta sẽ đưa vào và phần VAT thì chúng ta có thể kéo sang cái phần giá trị trước thuế chúng ta xóa bớt đi một số không hoặc chúng ta sẽ gõ tay để chúng ta nhân lên hoặc các bạn có thể lấy giá trị trước thuế các bạn nhân 10 và do mã hàng chúng ta đã tạo rồi nên chúng ta không cần phải tạo thêm bước tiếp theo là chúng ta sẽ sang nhập xuất tồn thì nhập xuất tồn thì những cái mã hàng này là chúng ta đã đặt mã hàng hóa dịch vụ là chúng ta đã đặt ở tại hóa đơn 113 nên hóa đơn 118 chúng ta không cần phải đặt lại và chúng ta sẽ sang ship nhập liệu để chúng ta tiến hành thực hành và để là ngắn gọn và thao tác được nhanh hơn thì chúng ta sẽ copy hết toàn bộ cái nội dung đối với hóa đơn là hóa đơn mua vào là hóa đơn số 113 để chúng ta đưa xuống thành là hóa đơn số 118 trong kỳ chúng ta sẽ kết khối hết toàn bộ cái vùng dữ liệu của hóa đơn 113. Chúng ta dán xuống dưới và chúng ta sẽ bôi thành màu đậm đỏ. Và ở đây các bạn sẽ sang sheet PT, chúng ta sẽ tận dụng nội dung thông tin chúng ta đã lên, chúng ta sẽ copy và các bạn sẽ đưa xuống sheet thay thế cho 113 tương ứng. Và như vậy là chúng ta đã có dữ liệu cho hóa đơn số 118 nhiệm vụ còn lại là chúng ta sẽ thay đổi lại nội dung về số lượng đơn giá thành tiền các mục tương ứng thì ở đây chúng ta sẽ có đầu tiên là nghiệp vụ cho 45.000 kg thì chúng ta sẽ cóp giá trị tương ứng chúng ta làm giá trị nhập kho và tiếp theo chúng ta cũng sẽ cóp cho đối với hóa đơn là 180 đối với hóa đơn số 118 là chúng ta căn cứ vào đơn đặt hàng và các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ căn cứ vào cái mục mà định mức nguyên vật liệu yêu cầu của chúng ta và căn cứ vào thời điểm là tháng 3 và tháng 3 các bạn sẽ có kế hoạch sản xuất trong kỳ đó là chúng ta sản xuất 30 sản phẩm và 30 sản phẩm này thì chúng ta sẽ cần các cái khối lượng nguyên vật liệu yêu cầu tương ứng và chúng ta sẽ có phí yêu cầu vật tư và từ căn cứ phiếu của vật tư này thì chúng ta sẽ tiến hành là lập đơn đặt hàng đối với công ty là tân sơn để chúng ta mua nguyên vật liệu đầu vào và đối với phần giá trị thì sau khi chúng ta đã nhập xong mục giá trị thì chúng ta sẽ copy về mặt thành tiền và phần VAT thì chúng ta có thể cóp ở mục tương ứng cột VAT hoặc là chúng ta sẽ sang sheet VAT chúng ta đưa sang và như vậy tổng giá trị trên hóa đơn các bạn có thể kết khối ở đây chúng ta sẽ thấy là 1 tỷ 0.03794 và giá trị trước thuế chúng ta chúng ta có thể sum ở đây chúng ta sẽ ra được cái giá trị chúng ta là 912 540 và các bạn sẽ sang sheet nhập xuất tồn để chúng ta kiểm tra chúng ta sẽ thấy rằng nhập trong kỳ chúng ta sẽ là 4 tỷ 580 196 các bạn sang cân đối phát sinh chúng ta kiểm tra lại đối với tài khoản là 152 chúng ta cũng sẽ có 4 tỷ 580 196 và các bạn sang nhập sức tồn thì các bạn có thể mở rộng ra các bạn sẽ thấy ở cái phần cuối cùng chúng ta đây là một cột trình lệch ai thì phần mềm sẽ cảnh báo cho chúng ta là giữa nhập sức tồn số liệu so với số liệu trên cân đối phát sinh chúng ta có khớp hay không nếu khớp thì phần mềm sẽ không có báo trình lệch nếu mà có trình lệch thì có nghĩa là chúng ta đã lên sai hoặc hay toán sai bất kỳ một cái nghiệp vụ nào. Thì như vậy chúng ta đã thực hành xong cho hóa đơn số 118. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hành cho hóa đơn còn lại, đó là hóa đơn 200 là doanh nghiệp về cái mục gia công trong kỳ. Và đối với hóa đơn 200 thì chúng ta bước 1 là chúng ta cũng sẽ sang ở tại sheet VAT. Chúng ta sẽ kê khai thông tin về số hóa đơn và ngày hóa đơn. Và tại đây thì chúng ta sẽ có cơ khí Hoàng Quân là cái đơn vị mà chúng ta đã thực hiện và giao dịch nếu mà có thì chúng ta là copy mã số thuế xuống nếu chưa có thì chúng ta sẽ là nhập để tạo mã khách hàng thì tạo mã khách hàng của quý Hoàng Quân thì chúng ta sẽ copy hết toàn bộ mã số thuế và sau đó các bạn đưa sang cái mục là mã số thuế khách hàng thì các bạn thấy đây quý Hoàng Quân là chúng ta đã có mã nên là đối với trường hợp này thì phần mềm sẽ cho chúng ta về cái nội dung thông tin của cái đơn vị là công ty cơ khí hoàng quân mà chúng ta đã tạo hoặc nếu chưa có thì các bạn sẽ sang danh mục khách hàng các bạn sẽ tạo dưới này là cơ khí hoàng quân các bạn sẽ dán vào và tạo tất cả những cái nội dung thông tin về công ty cơ khí hoàng quân với mã số thuế chính là mã khách hàng và sau đó chúng ta sẽ có được cái nội dung về thông tin công ty thì chúng ta sẽ copy về cái nội dung trước thuế để chúng ta đưa vào trong sheet là kê khai vat tiếp theo là chúng ta sẽ có giá trị chúng ta là 200 triệu đồng cho cái phần là giá trị giao khoán thì chúng ta sẽ đưa vào và phần trước VT thì chúng ta sẽ xóa bớt đi một số 0 thì chúng ta sẽ có 220 triệu đồng và chúng ta sẽ copy là mã số thuế copy về số hóa đơn và ngày hóa đơn chúng ta sẽ sang bên nhập liệu để chúng ta là thực hành nghiệp vụ lên sổ thì tại đây thì chúng ta sẽ copy ở hai cái nội dung ở trên chúng ta xuống để chúng ta lấy dữ liệu Thay vì là chúng ta phải nhập lại nội dung Và tiếp theo là chúng ta cũng sang sheet VT Chúng ta sẽ lấy là phí gia công thì chúng ta sẽ nhập vào Và thuế trị tăng thì chúng ta copy ở trên Chúng ta đưa xuống thay vì chúng ta phải thiết lập công thức lại Về mặt hạch toán thì chúng ta thấy đây là phí gia công Thì chúng ta sẽ cho vào tài khoản là 627 là gia công Tức là đối với tài khoản 627 thì chúng ta sẽ chia làm hai tài khoản. Một tài khoản là dùng cho sản xuất là 627 như bình thường và một tài khoản 627 là chúng ta dùng cho một cái bộ phận đó là chúng ta giao khoán cho một cái đơn vị bên ngoài mà chúng ta gia công. Chúng ta kéo xuống tài khoản 627 ở dưới để chúng ta xem xét lại. Và đây là 627 mà chúng ta thuê cái đơn vị ở ngoài gia công. và số tiền thì chúng ta sẽ căn cứ vào giá trị trực thuế để chúng ta đưa sang là 200 triệu đồng thì như vậy là chúng ta đã nhập được cái nội dung trực thuế và tiền VAT sau đó chúng ta sẽ copy mã khách hàng chúng ta đưa sang và tại đây chúng ta sẽ dán mã khách hàng và các bạn sẽ sang sheet là danh mục khách hàng các bạn thấy đây công ty Hoàng Quân chúng ta đã mua hàng với cái giá trị là 220 triệu đồng thì như vậy là chúng ta đã tạo xong cái nội dung dịch vụ cho hai hóa đơn là hóa đơn số 118 và hóa đơn số 200 về phí dịch vụ gia công bên ngoài chúng ta thấy đây là 627 gia công của chúng ta đã hiện ở trên này và nhập tồn chúng ta chúng ta đã nhập kho đối với hóa đơn 118 và giá trị nhập tồn trong kỳ chúng ta cũng kiểm tra là khớp giá trị nội dung của chúng ta